Sky Demil Việt Nam, nhà thầu uy tín, chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế, cung cấp, lắp đặt, vận hành thiết bị bảo trì tòa nhà Demil. Sky Demil Việt Nam vinh dự được lựa chọn là nhà thầu cung cấp thiết bị bảo trì tòa nhà cho các dự án tiêu biểu và trọng điểm tại Việt Nam như Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Văn phòng Quốc hội, tòa tháp Landmark 81, 84 tầng, tòa tháp The Sun Marina Central Tower 55 tầng và các tòa tháp tiêu biểu khác như tòa tháp Doji, khách sạn Doji Kim Cương, Hải Phòng do tập đoàn Doji là chủ đầu tư, tòa tháp trung tâm thương mại thế giới do tập đoàn Vecomex Bình Dương là chủ đầu tư và rất nhiều tòa tháp khác mà chúng tôi được vinh dự lựa chọn là đơn vị cung cấp dịch vụ như tòa tháp Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, tòa tháp Tham Quê, quận Nhất Sài Gòn, tòa tháp Đường Thanh, Quảng Ninh, tòa tháp Luxury Đà Nẵng. Sky Demil Việt Nam, nhà thầu uy tín chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp lắp đặt thiết bị bảo trì, được thành lập từ năm 2006. Sky Demil Việt Nam cam kết dịch vụ tốt nhất để thỏa mãn tất cả các nhu cầu của chủ đầu tư. Sky Demil Việt Nam 0988368777 0988368777 Sky Demil Việt Nam. Doji Brown Diamond Hotel Hải Phòng City. Sky Demil Việt Nam